passing. Wow, siêu phẩm tuyệt vời. Hãy cùng chiêm ngưỡng lại khoảnh khắc này. Quá nhiều những khoảnh khắc tuyệt vời được tạo ra bởi Broger rồi. Và ngày hôm nay họ tạo ra nó tại Thượng Hải. Anh em đâu rồi? Anh Trung Hồ bình luận viên Hàn giật mình. Nhưng không sao cả, chúng ta có quyền được ăn mừng. Vâng, chúng tôi thì đang ngồi cạnh hai bạn bình luận viên nữa. Đó là bên phía Hàn Quốc và bên phía Thái Lan. Và mấy anh em Thái Lan thì quen rồi. Nhưng mà cái cô bình luận viên nữ Hàn Quốc giật mình. Họ vừa chào tôi. Họ vừa chào chúng tôi. Bởi vì chúng tôi đã hô quá to thì vừa rồi. Oh, siêu. Cốt ăn mừng đã lên, cốt ăn mừng đã lên. Vâng, tuyệt vời. Bàn thắng vừa rồi rất đẹp nhưng mà